Rồi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Càng Tay Dùng Việt nha. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem về ở quê mình đón giao thừa như thế nào nha các bạn. Tỉnh táo nha. Ôi, đừng nói, mở cửa nơi. Rồi, ở quê mình là ở Sáng Thầy Cò nha các bạn. Thì cái này là nó giáp ranh giữa Dòng Ghiền với Tân Hiệp đó các bạn ơi. Bây giờ là mấy bạn xem cảnh người dân ở đây đón giao thừa như thế nào nha. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi lần Tết đến ngay đêm giao thừa thì khi mà con cháu và gia đình đã tề tụ đủ để mà cùng nhau đón một năm mới thì mấy anh em ở đây cùng nhau làm vui cho xóm làng để cho có những cái không khí Tết cho nó rộn ràng hơn. Thì mấy anh em ở đây là cùng nhau làm một cái đầu lân, nhưng mà đầu lân này đầu lân tự chế nha các bạn. Đầu lân nói chung là mua rồi xong mà về lấy mền rồi mấy cây trống thì nắp dung nắp nồi có gì thì làm đó, miễn sao là làm cho cả xóm ai nấy đều thức đều gộm gã ra để đón giao thừa. Giờ ở quê mình á thì xa xa có một cái nhà thôi, đất đường thì cũng chưa có đường lộ đan nữa các bạn, chủ yếu là đường lộ đất không à. Đó, do vậy là mấy anh em mình cũng hợp nhau để làm cái để cho cả xóm mình ai nấy đều vui á các bạn. Năm nào cũng vậy, năm nào thì cũng có cái nhóm mấy anh em mình cũng đi múa gì đó. Thì thứ nhất là làm vui cho gia đình, làm vui cho cả xóm. Thứ hai nữa thì trong quá trình đi múa á thì mình nhận được lộc từ gia đình, trái cây hoặc là tiền lì xì đầu năm đó, những là cái lộc nó rất là ý nghĩa đối với một cái năm mới, là cầu cho mọi việc là bình an và sự như ý, là mọi cái công việc của mình sẽ trở nên suôn sẻ hơn, thì nói chung là mọi điều may mắn sẽ đến với mình đó. Rồi, mời tất cả các bạn cùng đi với đội lân siêu lầy của mình nha các bạn ơi. Rồi, chúc mấy các bạn có một năm mới thật là bình an khang thịnh vượng. Chúc các bạn là luôn luôn nào cũng thành công trong cuộc sống nha. Mời tất cả các bạn về đón xem video với mình nha. Xem lần nữa là những cái này nha các bạn. Đi theo sớm quay nha các bạn. Quá dữ vậy. Đầu một lần mà tốn chút lần này xấu quá. Đi vô trực tiếp. Quá rồi. Quá.
Tiếp tục đi các bạn ơi. Mình lấy bánh ra trời. Ê, mới làm nhà chưa đủ. Bỏ đường cho tới hù vậy ta. Dạ dạ cho tiền. Rồi đi theo. Ủa xa dưới ta. Vượt theo, vượt theo. Giờ chạy đứng vô. Ở bỏ trước cái đường rồi qua đây ăn bánh ké. Bả gì? Thấy năm nay trên đây ăn Tết vui bộ. Năm nào cũng vậy hả? Năm nào cũng vậy. Mấy năm nghe nói có mấy cô chú mà 40 mấy 50 đi kìa. Trời ơi. Năm nay là trẻ rồi đó. Mấy cô chú 40 mấy 50 cũng dữ nữa kìa. Ủa đường này lao bộ hơi xa rồi nha. Xa, vô đảo xa lắm, tới chỗ đèn luôn. Từ đây tới trọng luôn hả? Ừ. Trời ơi. Ủa rồi nhà đảm có ở nhà đâu? Đảm về chi tiền rồi. Ủa đảm về rồi hả? Đâu? Ủa biết là không ai đi theo chân ta? Múa từ nãy vô á không? Đâu? Hả? Thank you.
nước ngoài được các bạn. Chế vừa được người đi à. Đấy các bạn. Xa xa mới được cái nhà này các bạn. Nãy giờ mới được có cái nhà. Vô luôn, tấn công cái nhà này các bạn. Đó. Ủa không có ai như vậy. Vô luôn. Lần này chịu nhậu dữ lắm nha các bạn ơi. Đó. Sao đấy vậy? Gọi xỉu đó. Xe ơi. Nhảy. Tiếp đi các bạn. Hôm nay lỡ đâu vậy ta? Lộ chưa làm các bạn, đường đất là đất sáng cạp rồi đó giờ luôn. Xa xa nó có cái nhà các bạn, vừa thấy sáng sáng rồi. Ủa nhà đó tối hôm gì? Ồ ở đây có cây cầu các bạn ơi. Ở trong đây được cây cầu sắt gì là quý lắm rồi nè. Còn không thì đi cầu khỉ không nha. Tới rồi vậy. Chà, đó. Đây các bạn ơi. Đó nhảy dữ rồi. Lăn à chiều nó nhậu quá trời nhậu rồi. Muốn chút xíu nữa là nó ngủ nữa. Có tiền nó mới dậy được. Thôi. Không có ngủ nữa nha. Quá xong hả? Phải thủ quỷ đi theo là nãy giờ ta cho bánh này các bạn. Rồi. Rồi, chỗ thank you.
đường này đúng là nhỏ thiệt ơi. Ủa đây xa dữ ta. Lâu lâu mới có cái nhà ha. Nó đường này đi vô đây em anh cũng sợ ma nữa ta. Ở nhà cửa không có ai bật đèn hết trơn, cũng muốn nữa kìa. Tới nhà mà chưa có ai ở nhà hết trơn. Chắc chủ nhà ra cầm chổi ra cửa quá. Chạy ra, chạy ra. Chạy ra, chạy ra. Yeah, yeah, yeah. Giờ này à, nhà chưa có ai thích hết rồi các bạn. Có đường đi. Để vô. Ôi ngủ được rồi. Trời lăn bữa nay tỉnh hoài với ta. Chạy không lên. Ai lăn. Chịu nhậu xỉn quá mấy bạn. Rồi có tiền rồi kìa. Đang lại rồi có tiền rồi, có tiền là em làm nó mới tỉnh các bạn. Nhà tắt điện đóng cửa cũng mở cửa ra luôn các bạn. Đường đó vắng hơn đường ở đây nữa ta.
Trong đây đi rất là xa mới được ngôi nhà nha các bạn. Trong quê rồi. À, ở trước có đèn sáng kìa. Sợ ma hả? Mấy nhỏ để đi sợ ma mà. Bữa nay đi tập thể dục luôn rồi. Đó, có nhà hay kìa. Xiết 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 xiết. Nó mới gửi chết luôn. Có tiền chó nha. Thôi đừng nói ai, đừng nói ai, mở cửa nơi. Tiếp 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 tiếp. Xa xa có thấy cái nhà có đang bật đèn không ạ? Tiếp tục vô múa nữa. Đó. Nhà này thấy sung túc quá. Ô, hôm nay nguyên khấm luôn. Rồi. Trời bà đẻ con ơi. Quá. Xéo ra. Nhau chỉnh quá, quá đầu lên.
Vậy luôn các bạn. Rồi. Tao đẻ nha, ba đẻ. Rồi. Ê,
dưới sáng hết con. chắc quá. Ôi, dài à. Lát chiều nay nhậu quá nhậu rồi. Trời ơi, ông này bà đẻ kìa. Bà đẻ. Trời ơi, gớt. Ông đẻ gớt hàm luôn các bạn. Ông là gớt hàm luôn. Có ông kìa. Tiếp tục. Giảng rồi các bạn. Bị về luôn. Ở đi đường này về được không Bình? Đường thẳng này đi về được không? Về luôn á. Dạ. Rồi. Bỏ lên xe kìa. Cho lưng luôn nha. Rồi. Giờ là về các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì kết thúc một cái vòng múa lân của năm mới của mấy anh em mình các bạn ơi. Rồi bây giờ là về ngủ nha. Rồi chúc các bạn một năm mới thật là bình an khang thịnh vượng nha, vạn sự như ý nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn.